Hương Giang tuyên bố sốc khi bị Hà Hồ mắng số xả, dược sĩ Tiến chi 600 triệu để vút giận đàn chị. Tập 4 chương trình The New Mentor phát sóng vào tối 1 tháng 9 đang là đề tài bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Ngoài sự kịch tính vốn có, tập tối qua còn để lại dấu ấn bởi màn combat cực dữ dội giữa hai huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà và Hương Giang. Theo đó, trong tập 4, Hà Hồ mất đi hai thí sinh Hương Giang loại đi thí sinh Thanh Tuyền, đội Hà Hồ. Tiếp đến Dược Sĩ Tiến, loại nốt thí sinh Hoàng Yến. Vậy là khi bốn tập khép lại, Hà Hồ chỉ còn lại hai thí sinh. Khi Hương Giang công bố chuyện loại Thanh Tuyền, Hà Hồ đã tức giận đến mức đứng dậy và quát tháo đàn em. Hồ Ngọc Hà cho rằng Hương Giang thiếu sự công bằng, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà không mang đến chuyện giữ lại thí sinh mạnh cho chương trình. Đồng thời Hà Hồ trách Hương Giang vì sao lại bảo vệ đội Lan Khuê, giúp Lan Khuê giữ lại trọn vẹn 6 thí sinh? Còn với đội của Hà Hồ, nữ ca sĩ cũng mắng thẳng mặt Hương Giang do cảm thấy quá phẫn nộ với chuyện Thanh Tuyền phải ra về sớm. Đáp lại chỉ trích, Hương Giang chia sẻ rằng mới bước ra bào táp mưa xa số xả không kịp hoàn hồn. Quyết định của Giang thì mọi người hãy tôn trọng đi. Dưới bài đăng của Hương Giang, khán giả và bình luận trách móc mùa sau chỉ với anh Tiến chơi game một mình, tự tổ chức, tự loại. Chẳng chút ngài ngân, Hương Giang đáp ngay, cứ chờ coi đã. Không riêng Hương Giang, Hồ Ngọc Hà cũng lên tiếng về phản ứng của mình trong tập 4. Cô cho biết bản thân buộc phải lên tiếng để bảo vệ thí sinh mạnh của đội và những bạn giỏi ở đội khác. Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà thẳng thắn cho rằng chương trình đã đủ hấp dẫn thì các huấn luyện viên không cần gì phải chơi chiêu Để chiến thắng bằng được Hai tập mất 4 học trò Hồ Ngọc Hà chia sẻ Sau 4 tập thì Hà nghĩ mọi người Bắt đầu thấy Hà dữ dàng rồi Vì Hà rất muốn bảo vệ thí sinh Không chỉ thí sinh của Hà Mà tất cả thí sinh tham gia chương trình Ngoài Super Mentor Dành rất nhiều thời gian tập luyện Thì các bạn cũng có lịch trình tập luyện bận rộn Nên là Hà muốn kết quả lúc nào Cũng phải công tâm Chúng ta đừng chơi chiêu ở đây nữa vì chương trình đã hay rồi. Tất cả thử thách, các xét đã quay đẹp. Chúng ta không cần chơi chiêu những bạn giỏi để bảo vệ cho đội mình. Ở đây chúng ta phải loại từ từ các bạn không có khả năng và nhường chỗ cho các bạn khác để có cơ hội được tỏa sáng. Chính vì thế mà các cuộc tranh cãi nổ ra, Hà buộc phải lên tiếng nếu giữ hình ảnh là người điềm đạm dĩ hòa thì Hà nghĩ đó sẽ không phù hợp ở thời điểm này. Nếu các bạn để ý từ đầu đến cuối, Hà giữ vững một lập trường, đó là Hà không cần thắng thua, mà Hà cần chương trình công tâm với các thí sinh. Nói về sự nóng giận của Hương Giang, Hồ Ngọc Hà chia sẻ, Hà luôn thể hiện rõ quan điểm của Hà, và nếu mọi người đi lệch quan điểm đó, thì buộc Hà phải có cách xử lý, giúp các bạn thí sinh giỏi không bị thiệt thòi phải đi về sớm về việc chỉ còn hai người trong đội hồ ngọc hà nói điều gì cũng có hai mặt của nó ít người nhân chất lượng hà tin chắc với đội hình không bị lệch thì đây chính là lúc hai bạn đội hà buộc phải đấu nhau để hy vọng có một bạn được đi xa hơn lúc này mới và cũ không còn quan trọng bằng sự quyết chiến bên trong của các bạn bên cạnh đó hồ ngọc hà cho rằng loại hoàng yến chính là quyết định đi chệch với tiêu chí ban đầu Hà nghĩ tiêu chí của chương trình tìm một người vừa hai phát sinh vừa có thể làm new mentor trong tương lai. Rõ ràng Hoàng Yến là người rất hai phát sinh, bạn ấy có những bức hình trong thử thách đều tốt, còn Tuyền thì có thể yếu hơn. Hà cũng có nghĩ rằng Tuyền sẽ ra về nhưng Yến phải ở lại. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà các bạn loại luôn cả Yến. Chính vì thế Hà luôn có nhận bức xúc nếu như Yến được đi thêm một hai tập mà không được khả năng thì bạn ra về cũng không buồn nên Hà nghĩ đây là kết quả mà Hà chưa hài lòng lắm các bạn của đội khác cũng đang dậm chân tại chỗ thậm chí là những bạn người mẫu đã có tên tuổi cũng chưa thật sự tỏa sáng nên Hà cũng muốn hỏi liệu các super mentor đã lựa chọn đội yếu ở lại để đội mạnh phải đi về thì các bạn đấu với những bạn yếu có thấy hay không Hà nghĩ sự thật thì mất lòng nhưng nếu như không nói ra sự thật thì các bạn không nhìn rõ mình là ai. Ngoài hai nhân vật chính, Trang Trần, bạn thân Dược Sĩ Tiến cũng úp mở chuyện nhà sản xuất và năng nỉ để Hà hồ, để nữ hoàng giả trí trở lại ghế nóng sau khi cãi vã với Hương Giang. Có thể nói một khán giả bình luận, Hà hồ hủy hợp đồng là có thật. Ngay hôm đó, Dược Sĩ Tiến ship ba túi Chanel đến nhà Hà Hương Giang phải bay ra Nha Trang xin lỗi đàn chị. Ngay lập tức, Trang Trần phản bác, cô cho không phải ba, mà chỉ có một chiếc túi. Nói phải nói cho đúng, em ta mua một cái Dior, một cái Chanel, tốn khoảng 600 củ khoai, tặng hai chị đại đó. Đêm đó, nó mất ngủ, tái muôn rụng nụ, nói on cho nó, mua hai cái tặng hai chị ok, Trang Trần viết.